Chào mọi người nha. Hôm nay đi bán nè các bạn. Đi bán ở trước cửa công ty. Đó. Đây anh này anh đang chạy kìa nè. Đang chạy hàng kìa nè. Bây giờ đặng cho các bạn xem. Anh bán quần áo hả? À? Nó cái này nó hàng còn dính. Nó chỉ xuất cái chân à. À cái chân kia mình lai ngoài đất, nó bức hàng nó rất bình thường. Ừ. Nhà máy hàng 6 anh. Của hàng 35. 35. Cái 35 à. 300 ngàn. Quần áo mà hả à, sáng giờ hả quán đâu có bò đi mới lại đây à sáng ở nhà mặn làm việc nhà mới xong rồi mới đi hôm qua thì bán mới bán nè bán được 2 ngày hả à. Có bà xã ở nhà bán quán rồi nay làm công ty rồi em ở nhà em đi bán em ở không thì em đi bán dạ thấy ai cũng nói gì mà kêu lấy thêm nữa bán để bán hết lần tàu mà lấy cái hàng khác quán hàng dạ. Anh chạy bự quá rồi lỡ người ta về sao à. mà không nhiều nhiều người ta hiểu mình người ta không có đuổi đâu không có đường đi thôi chứ người ta còn đi làm nữa đúng không à. Điện tử mà không chưa ở nhà à thường thường điện tử mấy điện tử này người ta đi làm ghép hàng ở công ty đúng không anh bán mình bán này gặp trời nắng cái đó nó mệt ha anh ha nắng mà ở trong đó là hả ở trong thì ở trong đó cũng có dãy chợ mà đúng không ở mà trong đó nắng quá quanh quanh mà nắng vô đó mà nắng mà ấy mà chảy này ra không dân nắng mà nó trong đó chảy nắng quá thì người ta cũng ít ghé mà mát nè ghé anh ấy nè nắng quá thằng mình đứng ngoài nắng mình bán còn mệt nói gì người ta đứng ta mua đồ đẹp đẹp không
Anh bán này được lâu chưa anh? 2 năm hả? À. Mình thấy thấy mình bán cái này với cái mình vô công ty bán là ở ngoài bán ngon hơn hay là vô công ty anh? Theo ý anh về chứ. Dạ. Dạ. Không nhiều con cái mình bệnh mình được, mình nghĩ con cái mình bệnh ở nhà mình gửi con cái được à, tự do hơn. Đúng rồi, thì nói chung mình làm chủ rồi nó tự do hơn. Con cái thì nó cái nào cũng có cực nào ha, cái công ty thì mình làm cực cái thời gian bán. Quán này chắc thức khuya khuya sớm lắm anh. Sáng mình bán gì đó. À, sáng mình bán chợ ha. Bán luôn chứ. Nhưng mà sáng hay mình chai hơi đi. Dạ. Bán này thấy nó mệt nhiều cái, cũng khỏe nhiều cái, mệt nhiều cái. Dân quân này kia nó gượt. Dạ bớt được à? À. Buôn bán không cho buôn bán anh đi cướp cho lẹ. Ông bà có dặn con ơi. Dạ. Yeah. Nói chung cũng có thì sự cố gắng của mình thôi. Em muốn làm công ty nè, làm nay 3 ngày, nghỉ 2 ngày. Đó. Nghỉ gần cái tầng anh chứ, mà đi bán nè 2 ngày. Cho rộng á. Hả? Thì hỏi nhiều hỏi chú đó kìa. Trái hàng giờ chưa được mấy 11 giờ một rưỡi công ty mới ra. Thank you.
Nè.